10 địa điểm siêu thực khiến ngành khoa học phải điên đầu. 7 kỳ quan thế giới có được chỗ đứng xứng đáng trong bảng xếp hạng được công nhận bởi mọi người từ trước đến nay. Vẫn còn đó nhiều thắng cảnh ấn tượng khác như khe núi Grand Canyon hay thác nước Victoria. Thế nhưng có lẽ chúng vẫn chưa đủ để làm vừa lòng con mắt của tất thảy mọi người. Tuy nhiên, xét trên một khía cạnh khác, nhiều địa điểm nữa tỏ ra là một nơi vô cùng khác biệt và kỳ lạ, như thể chúng có nguồn gốc từ một hành tinh khác, một thế giới tách biệt hẳn vậy. Các nhà khoa học vẫn đang đau đầu từ trước đến nay nhằm tìm ra nguyên nhân tại sao lại hình thành nên chúng. Dù sao thì những ai được chứng kiến đều không thể phủ nhận sự độc nhất của những cái tên này, không chỉ vì vẻ đẹp tráng lệ độc đáo mà còn cả những định luật vật lý mà cho đến nay các chuyên gia vẫn không thể giải thích nổi. Đầu tiên là Shanay-Timpishka, dòng sông trăm độ. Nằm sâu trong rừng rậm Amazon là một con sông dài 4 dặm, mang trên mình những đặc tính có 102 trên trái đất. Shanay-Timpishka có nhiệt độ nóng đến nỗi bất kỳ con vật nào vô tình chạm vào đều bị đun chín ngay lập tức. Càng dãy giụa chỉ càng khiến nước tràn vào cơ thể và chết nhanh hơn mà thôi. Số liệu đo cụ thể lên đến 91 độ C và các nhà khoa học vẫn không hề hiểu nổi tại sao có thể xảy ra hiện tượng này. Thông thường, những nguồn nước có nhiệt độ cao là do ảnh hưởng bởi núi lửa gần kề, nhưng so với địa điểm liên quan gần nhất thì Shanay-Timpishka còn cách 700 km nữa. Thay vào đó, vẫn còn một giả thuyết nữa được đặt ra, nước sôi là do ảnh hưởng bởi nhiệt độ từ những khe nứt ngầm bên dưới sâu bề mặt địa chất, khiến cho dòng sông trở thành một hệ thống địa nhiệt đặc biệt và khó hiểu. Thứ hai là Movile, hang động sặc khí sulfur. Ở miền đông nam Romania xuất hiện một hang động tách biệt và cô lập với ánh sáng mặt trời suốt 5,5 triệu năm qua và sở hữu bầu không khí cũng đặc biệt không kém, bao gồm không gian bên trong. Được biết, hang động này được phát hiện bởi một nhóm công nhân đang tìm kiếm địa điểm cho kế hoạch xây dựng nhà máy điện sắp tới. Họ đang thử nghiệm đặc tính của bề mặt đất thì bỗng để lộ ra một lối đi dẫn đến hang động kỳ bí này. Nếu men theo những đường hầm hẹp xuống cuối cùng, bạn sẽ tiến vào không gian chứa một hồ nước sulfur bốc lên đầy mùi trứng thối. Không khí ở đây rất độc, chứa đầy khí H2S và hàm lượng CO2 cao gấp 100 lần so với không khí trên mặt đất. Đó vẫn chưa phải là điểm kỳ dị nhất, mà trong đó vẫn còn tồn tại một hệ sinh thái sống sót qua từng ấy năm. Tổng cộng có 33 giống loài được các nhà khoa học thống kê lại và chưa từng thấy ở bất kỳ đâu trên trái đất. Chúng đã dần thích nghi và phát triển với môi trường độc hại ở đây và tiếp nhận chất dinh dưỡng từ một loại bọt khí hình thành trên bề mặt các phiến đá. Thứ ba là giếng nước hóa đá mọi vật thể. Tại Cranesboro ở North Yorkshire có xuất hiện một chiếc giếng huyền thoại. Đó là nơi tiếp nhận nguồn nước chảy xuống từ một mỏm đá trông như bộ đầu lâu đang cười. Và đáng sợ nhất là mọi thứ bạn đặt xuống dưới nước đều bị biến thành đá. Toàn bộ quá trình biến đổi này diễn ra trong khoảng 3 đến 5 tháng. Mọi người sinh sống xung quanh đã thử với mọi thể loại đồ vật, từ gấu bông cho tới cả một chiếc xe đạp. Để rồi khi quay trở lại, chúng đã trở thành không khác gì một bức tượng điêu khắc. Suốt thời gian qua, người dân nơi đây cho rằng đó là nơi bị nguyền rủa bởi một phù thủy. Thế nhưng các nhà khoa học lại có một câu trả lời khác. Nguồn nước ở đây chứa hàm lượng chất khoáng cao gấp nhiều lần thông thường, từ đó tạo nên một lớp vỏ khoáng đặc biệt cho mọi đồ vật tiếp xúc, cũng như cách mà thạch nhũ trong hang động hình thành vậy. Thứ tư là Karachay, hồ nước phóng xạ chết người. Nơi đây từng là di tích của một nhà máy hạt nhân sở hữu bởi Liên bang Xô Viết, nhưng nay trở thành một lòng hồ chết chóc đầy chất phóng xạ cao hơn bất cứ nơi nào trên thế giới. Chỉ cần đứng gần nó trong một tiếng là một người bình thường có thể tử vong. Liên bang Xô Viết trước đây đã đổ hàng tấn chất thải phóng xạ xuống đây và gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng. Năm 1957, một vụ nổ ở nhà máy đã phát tán phóng xạ ra khu vực rộng hơn 23.000 km2 xung quanh. Năm 1967, nước bay hơi cạn đi và bụi phóng xạ lại bị thổi xa tiếp 1.450 km nữa. Ngày nay, bê tông đặc đã được đổ xuống để hạn chế nguy cơ khác xảy ra trong tương lai. Dù sao thì nồng độ độc hại ở đây vẫn được cho là rất cao, khiến cho Chernobyl chỉ đáng tầm nhẹ nhàng như một điểm đến du lịch mà thôi. Thứ năm là Grüner See, công viên thủy cung. Ở Áo có một công viên nổi tiếng với những cung đường leo núi thơ mộng mà bạn có thể tận hưởng bầu không khí trong lành mỗi buổi sáng. Tuy nhiên, nếu đến đây vào mùa xuân, mọi thứ sẽ khác xa so với trí tưởng tượng của bạn, vì khi đó bạn sẽ chỉ cần đến một bộ đồ lặn. Công viên tọa lạc gần dãy núi Hotswap thường được phủ kín bởi tuyết vào mỗi mùa đông đến. Lượng tuyết dày và nhiều đến nỗi khi chúng tan chảy vì nhiệt độ ấm lên. Mực nước trong hồ tăng lên quá tải và làm cả công viên bị úng ngập nặng nề. Ghế ngồi nghỉ chân và cả cầu qua hồ đều bị nhấn chìm bên dưới, thậm chí cả các loài hoa cũng nở dưới nước. Dần dần qua thời gian, nước bắt đầu rút đi và mọi thứ trở lại nhịp sinh hoạt thường ngày. Thứ sáu là Casorzo, cây kép. Ở vùng nông thôn của Piemonte, Italia, người dân nơi đây được chiêm ngưỡng một khung cảnh vô cùng lạ mắt. Một cây sơ ri mọc trực tiếp ngay trên ngọn của một cây dâu tằm khác.
Đây không phải là trường hợp đầu tiên từng được ghi nhận về mặt lý thuyết. Các cây ký sinh cũng có cách thức mọc tương tự, nhưng thường nhỏ và có tuổi thọ ngắn, nhưng cây kép Casorzo lại là hình mẫu chứa cả hai giống cây khỏe mạnh, song song phát triển. Chẳng ai biết tại sao hay nguồn gốc của chúng. Nhiều người tin rằng hạt giống cây Seri có thể được một con chim tình cờ thả lên ngọn cây dâu tằm và bằng cách nào đó đã nảy mầm và phát triển bình thường, thông qua việc mọc và bám rễ qua những khoảng trống nhất định trên thân cây và tìm đến nguồn dinh dưỡng dưới đất. 7. Marcaibo, bão sét vô tận. Miền Tây Venezuela bên cạnh dòng sông Catatumbo xuất hiện một cơn bão vẫn liên tục hoành hành nơi đây không ngừng nghỉ. Bắt đầu vào 7 giờ mỗi tối, sấm sét lại nổi lên suốt 10 tiếng sau đó, với tần suất tầm 260 đêm một năm. Không ai có thể tìm ra nguyên nhân tại sao lại có hiện tượng này. Cho tới gần đây, một số giả thuyết có cơ sở được nêu lên. Một trong số đó liên quan đến những tầng đá nền cơ sở địa chất bên dưới có chứa nhiều uranium, dù độ xác thực chưa chắc chắn lắm. Ngoài ra còn có một phỏng đoán khác có khả năng cao hơn, đó là cơ chế hoạt động phức tạp của những luồng khí nóng lạnh khác nhau và hơi nước trong không khí. 8. Hồ xanh Hokkaido. Mặt hồ nằm trên đảo Hokkaido này là một trong những điểm đến độc đáo nhất của thế giới. Sắc thái màu sắc của nước ngả màu xanh độc nhất vô nhị, thậm chí khi nhìn theo một góc khác cũng khiến chúng ta nhận biết một màu xanh mới. Qua thời gian trong năm, màu nước còn biến đổi đa dạng hơn, giao thoa giữa hai sắc độ xanh lá và xanh biển. Đây là một sản phẩm nhân tạo, bắt nguồn từ việc chính quyền địa phương xây đập và để một số khu vực làm hồ chứa nước, nhưng việc nước đổi màu lại không hề nằm trong dự tính của họ. Các nhà khoa học cho rằng đó là do các phân tử nhôm OH- bị hòa tan vào trong, phản chiếu ánh sáng xanh có phần tích cực hơn so với thông thường. 9. Đá chuông Pennsylvania. Trên đỉnh đồi Pennsylvania, một đồng cỏ chứa đầy những tảng đá kỳ lạ được tìm thấy mà không một ai biết từ đâu chúng hình thành nên mà lại có được những đặc điểm kỳ lạ đến vậy. Không có gờ đá nào cao xung quanh, nên chúng không thể rơi từ một nơi nào đó xuống. Thế nhưng sự co mặt của chúng vẫn chưa phải là điều lạ nhất, mà là âm thanh mà chúng phát ra khi có lực tác động vào, tiếng leng keng như thể gõ nhạc cụ vậy. Nhiều dự đoán được đưa ra nhưng chẳng ai dám chắc chắn về một khía cạnh nào cả. Sau này người ta đã phát hiện ra rằng khi tác động vào một hòn đá đơn lẻ, chúng phát ra một âm thanh ở tần số thấp đến nỗi tai người không nhận biết được. Nhưng khi đặt gần nhau, những tần số đó cộng hưởng cho ra âm thanh mà chúng ta nghe được. 10. Kawah Ijen, núi lửa dung nham xanh. Ở Indonesia, một núi lửa hình thành trên một mỏ khí sulfur, từ đó phát ra ánh sáng xanh lạ lùng của dung nham. Thực chất đó là đặc tính hóa học của khí sulfur khi bị làm nóng và cháy lên tận hơn 5 mét, sau đó lại ngưng tụ thành dung dịch chất lỏng, sau đó chảy xuống thành dòng chứ không thực sự là dung nham. Đó cũng là nguyên nhân vì sao không khí ở đây khá độc và mọi người đến đây đều phải mang mặt nạ phòng hộ. Dù vậy, những người công nhân nơi đây vẫn phải làm việc ngay gần bầu không khí đó, ngày đêm chịu ảnh hưởng bởi chúng.